Em đây, mở cửa cho em. Em đến sớm thế. Mà em mua cái gì nhiều thế này? Em mua khoai tây, cà rốt, cả rau cho anh ăn cả tuần luôn. Em vào đi. Nhà em mà đẹp thế hả em? À, nhà của sếp em mà. Bác ơi, vợ chồng anh Phong có nhà không ạ? Anh chị có việc gì ạ? À dạ, chúng em đến biếu quà thôi ạ. Mời anh chị vào trong nhà, để tôi đi gọi ông chủ. Dạ vâng ạ. Anh chị là... Dạ thưa anh, em là nhân viên của chị ạ. Hôm nay chúng em đến biếu anh chị chút quà. Mời anh chị ngồi. Dạ em cảm ơn. Minh ơi, em có khách nhá. Bác Sen ơi, cho em ấm trà bác. Dạ. Cô làm cái trò gì thế? Mời chị ngồi. Tôi thưa chuyện ạ. Tôi xin phép. Khoan. Chị nói đi. Tôi đến đây để nói với ông một chuyện mà tôi tin chắc là ông sẽ muốn nghe ạ. Vân, ngồi xuống. Chị nói đi ạ. Vợ ông và chồng tôi, hai người bồ bịch với nhau từ lâu rồi. Tôi thì biết chắc rằng ông không biết gì cả. Còn tôi thì tôi biết rõ từ lâu rồi. Cô im đi. Chị đến nhà tôi ăn nói lung tung gì thế? Tôi gọi công an bây giờ đấy. Vâng, người như ông gọi ai đến mà chẳng được ạ. Nhưng tôi chỉ sợ có một ngày công an người ta gọi ông đến nhận vợ đi ngủ với giai ở nhà nghỉ ạ. Vân, có chuyện đó không em? Ông cứ đến khu tập thể giảng võ, hỏi cái ông bảo vệ ở đấy xem có phải không. Chưa nào vợ ông chẳng mang thức ăn lên đấy cho chồng tôi. Vân, chuyện đấy có thật không? Em xin anh, không như anh nghĩ đâu. Thôi, đủ rồi. Chưa muộn đâu. Có khi cái cặp lồng nhà ông vẫn còn ở đấy đấy. Tôi nói xong rồi. Giờ ông đưa vợ ông lên phòng mà dạy dỗ. Chồng tử tế thế này không muốn, lại cứ muốn đâm sầm vào cái chỗ. Bao giờ đã bao giờ anh để em thiếu thốn trong căn nhà này chưa? Vâng. Anh Tài, anh Tài.